giao xong một cặp lồng quất CM2, một chiếc để đi 800, một chiếc vang cam 360 và một cái cụ dây bên này, một cho bác khách hàng Trương Mỹ Hà Nội. Thực sự là bộ dàn này cực kỳ phù hợp với không gian và hiện tại thì chúng ta đang được hưởng một bộ âm thanh vô cùng chuyên nghiệp để hát karaoke và nghe nhạc. Bác khách hàng đang hát rất là hay ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.